Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nhường, 37 tuổi, ngụ tại phường Tân Hạnh thành phố Biên Hòa để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 8, sau khi nhận được tin báo ông Trần Thanh Của, ngụ phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa mất 168 triệu đồng khi để trong cốp xe mô tô tại một siêu thị thuộc phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa Đội cảnh sát hình sự công an thành phố Biên Hòa đã vào cuộc điều tra, truy xét, phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Nhường gây ra vụ trộm trên nên đã tổ chức lực lượng bắt giữ, khám xét khẩn cấp. Tại cơ quan công an bước đầu Nhường thừa nhận đang bị dân xã hội dí do thua cờ bạc nên đã đến một ngân hàng thuộc phường Thanh Bình thành phố Biên Hòa hỏi thủ tục vay tiền. Tuy nhiên nhân viên ở đây lại hẹn hôm khác. Lúc này Nhường quan sát xung quanh phát hiện ông của vừa rút tiền từ ngân hàng đi ra nên phóng xe mô tô bám theo khi ông của chạy xe mô tô vào bãi để xe của một siêu thị thuộc phường Tân Tiến, nhường theo vào và chờ ở đó cho đến khi ông này vào bên trong siêu thị. Lợi dụng lúc ông của mua hàng trong siêu thị, Nhường đã móc cốp xe của ông này lấy 168 triệu đồng, mang về nhà trả nợ đánh bạc hơn 70 triệu đồng. Số tiền còn lại đang cất giấu thì bị cơ quan công an khám xét, phát hiện thu giữ.